Tiểu học thật hay. Kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em ở tuần 12, phần môn tập làm văn, tựa bài nói viết về cảnh đẹp đất nước. Nội dung bài học các em đạt được đó là nói được những điều em biết về một cảnh đẹp ở nước ta dựa vào một bức tranh hoặc một tấm ảnh theo gợi ý bài 1. Viết được những điều nói ở bài 1 thành một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu, đó là yêu cầu ở bài tập 2. Để giờ học đạt được hiệu quả cao, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 1, các em mở ra ở trang 102. Vở bài tập tiếng Việt 3 tập 1, các em mở ra ở trang 63. Bên cạnh đó, các em cũng cần chuẩn bị hình ảnh là một bức ảnh về một cảnh đẹp ở đất nước mà em yêu thích và vở, bút để ghi. Các em đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta cùng vào bài. Hãy đọc yêu cầu bài tập 1 cùng cô. 1. Mang tới lớp tranh ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta. Ảnh chụp, bưu ảnh, tranh ảnh cắt từ báo chí. Nói những điều em biết về cảnh đẹp ấy theo gợi ý dưới đây. A. Tranh vẽ, ảnh chụp cảnh gì? Cảnh đó ở nơi nào? B. Màu sắc của tranh ảnh như thế nào? C. Cảnh trong tranh ảnh có gì đẹp? D. Cảnh trong tranh ảnh gợi cho em những suy nghĩ gì? Bài tập 1 yêu cầu các em làm gì? À, bài tập 1 yêu cầu các em mang tới lớp tranh ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta. Tranh ảnh này làm sao các em có được? Tranh ảnh này các em có được là ảnh chụp, hoặc là bưu ảnh, hoặc là tranh ảnh các em cắt từ báo chí. Sau khi các em có được tranh ảnh rồi, các em thực hiện nhiệm vụ đó là nói những điều em biết về cảnh đẹp ấy. Để nói được những điều em biết về cảnh đẹp ấy thì các em sẽ dựa vào các câu hỏi gợi ý A, B, C, D này nhé. Các em đã rõ được yêu cầu của bài tập chưa nào? Sau đây, cô giới thiệu với các em ảnh của một số cảnh đẹp nổi tiếng của nước ta. Đây là bức ảnh cảnh đẹp ở Phan Thiết. Ảnh này có trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 của các em, trang 102 đấy. Còn đây là cảnh đẹp ở Nha Trang. Còn đây là cảnh đẹp ở Phong Nha, Kẻ Bàng. Và đây là cảnh đẹp thành phố Đà Lạt. Và đây là thung lũng tình yêu, một trong những cảnh đẹp nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt đấy các em. Và đây nữa, đây là thác Gia Tăng La, một trong những cảnh đẹp nổi tiếng cũng ở thành phố Đà Lạt. Vậy còn các em đã chuẩn bị được bức ảnh về cảnh đẹp nào rồi? Bây giờ hãy đặt cái bức ảnh đó ngay trước mặt của mình để dễ quan sát. Rồi các em nói về cảnh đẹp theo gợi ý A, B, C, D này nhé. Bạn nào chưa chuẩn bị được bức ảnh cho riêng mình thì các em hãy quan sát bức ảnh trong sách giáo khoa và nói về cảnh đẹp này nhé. Các em hãy tạm ngừng video và thực hiện yêu cầu của bài tập số 1.
Các em đã nói được những điều em biết về cảnh đẹp của ảnh chưa nào? Cô mời các em cùng xem bài nói theo từng gợi ý này nhé. A. Tranh vẽ. Ảnh chụp cảnh gì? Cảnh đó ở nơi nào? Chúng ta cùng nói về cảnh đẹp trong bức ảnh ở sách giáo khoa nhé. Đây là ảnh chụp một cảnh đẹp nổi tiếng của nước Việt Nam ta. Cảnh đẹp này là cảnh ở Phan Thiết. Chúng ta sang gợi ý B. B. Màu sắc của tranh ảnh như thế nào? Nhìn vào tranh, chúng ta nói được rặng dừa xanh, núi xanh và đặc biệt là màu xanh ngọc bích của nước biển. Nổi bật giữa màu xanh này là bãi cát trắng tinh khôi, màu nắng vàng nhạt trên rặng dừa. Chúng ta sang gợi ý C. Cảnh trong tranh hoặc ảnh có gì đẹp? Nhìn ngắm bức ảnh, chúng ta thấy được núi non hùng vĩ, liền kề bên là biển xanh ngọc ngà. Chúng ta sang gợi ý D. Cảnh trong tranh hoặc ảnh gợi cho em những suy nghĩ gì? Nhìn vào bức ảnh, chúng ta thấy được biển Phan Thiết đẹp tuyệt vời. Hoặc em có thể suy nghĩ, em thật bất ngờ vì nước ta có biển đẹp lộng lẫy như vậy. Hoặc là em có thể nói thêm, em ước là có thể được đến đó ngắm biển đùa nghịch trên bãi cát. Các em đã nói được về cảnh đẹp của đất nước trong bức ảnh của mình rồi đúng không? Cô khen ngợi các em nhé. Vậy là các em đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, bài tập 1 rồi đấy. Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ thứ hai của bài, đó là bài tập 2. Hãy đọc yêu cầu bài tập 2 cùng cô. Viết những điều em vừa nói thành một đoạn văn từ 5 đến 7 câu. Bài tập 2 yêu cầu các em làm gì vậy? À, bài tập 2 yêu cầu các em viết những điều mà em vừa nói thành một đoạn văn từ 5 đến 7 câu. Ở đây các em có thể viết từ 5 đến 7 câu hoặc có thể nhiều hơn 7 câu vẫn được nhé. Các em chú ý khi viết, các em nhớ lùi vào đầu đoạn văn, lùi vào một ô. Chữ đầu câu các em nên viết hoa và những chữ là địa danh, tên riêng thì các em viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng. Giữa các từ và cụm từ có cùng ý nghĩa thì các em nên sử dụng dấu phẩy để ngăn tách ra. Cuối câu các em nhớ sử dụng dấu chấm để cho bài văn của mình hoàn chỉnh nhé. Bây giờ cô mời các em hãy tạm ngừng video viết đoạn văn vào vở bài tập tiếng Việt 3 trang 63. Mời các em thực hiện đi nào. Các em đã viết được đoạn văn rồi, có phải vậy không nè? Cô khen ngợi các em nhé. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc đoạn văn sau. Đây là ảnh chụp một cảnh đẹp nổi tiếng của nước Việt Nam ta. Cảnh đẹp này là cảnh biển ở Phan Thiết. Bao trùm bức ảnh là một màu xanh, núi xanh, dừa xanh và biển xanh ngọc bích. Giữa không gian đó là bãi cát trắng tinh khôi, màu nắng vàng nhạt trên rặng dừa. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Em thật bất ngờ vì nước ta có biển đẹp lộng lẫy như vậy. Em ước là có thể được đến đó ngắm biển đùa nghịch trên bãi cát. Nhìn vào đoạn văn thì các em thấy được
đầu đoạn văn bạn lùi vào một ô, chữ cái đầu đoạn văn được viết hoa, tên riêng như Việt Nam, Phan Thiết cũng được viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng. Bạn sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. Như vậy, đoạn văn đã được viết hoàn chỉnh. Các em hãy chỉnh sửa bài viết của mình nhé. Ngoài ra, thì cô còn sưu tầm được bài viết về cảnh đẹp khác của đất nước. Mời các em cùng đọc tham khảo. Đây là thung lũng tình yêu, một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt. Nơi đây có những bãi cỏ mướt một màu xanh, hồ nước trong xanh huyền bí. Hồ càng lộng lẫy hơn khi được tô vẽ bởi những sắc hoa quanh bờ. Từ trên đồi cao nhìn xuống, thung lũng tình yêu như một nàng tiên đang tắm mình giữa đại ngàn. Thông reo vi vu như bản tình ca làm đắm say lòng người. Ảnh chụp cảnh thung lũng tình yêu đẹp mê say có phải không? Bây giờ hãy cùng cô xem tiếp một bức ảnh nữa nhé. Đây là thành phố Đà Lạt. Bầu trời mù sương, cả thành phố chìm trong không gian bao la, mờ ảo. Sương mù dày đặc thế kia nên em không thể nhìn rõ cảnh vật. Em ngỡ như đấy là chốn thần tiên. Mây mù che đỉnh núi, thấp thoáng lô nhô rừng cây. Sương giăng kín mái nhà, sương la đà ra cành hoa. Cảnh đẹp thành phố khiến người người ngất ngây. Đúng là một cảnh tuyệt đẹp có phải không các em? Các em à, đất nước Việt Nam ta có rất nhiều cảnh đẹp. Hãy cố gắng chăm ngoan và học giỏi để có điều kiện được đi thăm những cảnh đẹp của quê hương đất nước nhé. Các em nhớ rằng khi đi thăm cảnh đẹp thì các em chú ý bảo vệ môi trường và cảnh quan nơi các em đến thăm, như là các em phải bỏ rác đúng nơi quy định nè, rồi không được hái hoa, không được giẫm đạp lên các bãi cỏ, cũng như không leo trèo lên các cái hàng rào bảo vệ nơi cảnh đẹp của mình nhé. Sau bài học này, các em hãy giới thiệu cho bạn bè và người thân ảnh về cảnh đẹp và giới thiệu thêm những điều mà em biết về cảnh đẹp này để cho mọi người cùng biết nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Các em thấy kênh tiểu học thật hay, bổ ích và mang lại cho em nhiều bài học hay. Các em hãy nói người thân của mình đăng ký, like và chia sẻ để sớm nhận được những bài học bổ ích nhé.